Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có thể hy vọng đảng sẽ cải cách thể chế hay không? Ngày 9 tháng 11, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt bình luận Việt Nam sau bầu cử giả sẽ có cải cách thể chế. Tác giả đặt vấn đề, việc Tổng Bí Thư Tô Lâm vừa trao ghế chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường có phải để quân bình quyền lực giữa công an và quân đội nhằm đi tới cân bằng tứ trụ hay không? động thái sang sẻ lợi quyền này phải chăng để tạo nên một bộ tứ mới thật sự đoàn kết, có tính chính danh, hay đấy chỉ là lớp vỏ bọc cho mô hình quyền lực tập trung vào cá nhân hoặc một phe phái cụ thể. Tác giả nghiêng về khả năng thứ hai, bởi cân bằng tứ trụ hay lãnh đạo tập thể chỉ là bùa chú cho dân thường, đảng viên yên tâm, chứ thực chất, từ ông Hồ đến ông Dũng, từ Trường Chinh đến Lê Đức Anh, các vị ấy đều dẹp nhất thể hóa sang một bên. Dân gian hát động giao, Bộ tứ là tự bố, đúng pháp cho các trường hợp ấy. Và đây là hình bài trên blog Trần Đông A VOA. Tác giả phân tích, khi đã làm chủ thành kiếm và lai trắng trong tay, chẳng cần chức tổng bí thư, Lê Đức Anh vẫn làm vua một thỏa. Đối với Tô Lâm, đừng thấy ông trao thanh bảo kiếm cho Lương Cường mà ồn ào rằng Tô Lâm xuống nước. Thực tế, đấy có thể chỉ là một bước đi chiến lược để củng cố quyền lực và mở đường cho những động thái tiếp theo vẫn còn nhiều nước cờ chưa lật và sự nhảy bán chính trị của ông Tô Lâm không nên bị xem nhẹ. Hãy chờ xem, mọi thứ vẫn còn rất nhiều khả năng bất ngờ và phức tạp phía trước. Tác giả cho rằng, dù bức xúc về điểm ngãn thể chế, nhưng Tô Lâm vẫn không vượt thoát được bóng đè chủ nghĩa bởi ông vẫn không dám phá bỏ các huyết kỳ do mô hình của thể chế độc đảng sinh ra. Đúng ra, Tô Lâm phải khuyến khích quốc hội làm cuộc giải phẫu các thất bại từ các đại hội đảng những năm gần đây để thấu triệt cội nguồn của điểm nghẽn thể chế. Tắc nghẽn của mọi tắc nghẽn chính là mô hình toàn trị và việc đeo bám hệ tư tưởng đi ngược lại với văn minh nhân loại mà ngay cả các trí thức lẫn đảng viên lão thành như cựu thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bình hay giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống và nhiều nhân sĩ trí thức khác từng phê phán. Tác giả đánh giá ông tô Lâm né tránh chủ nghĩa mác-lenin, xem ra đâu phải là sự chuyển biến trong tư duy lãnh đạo. Đấy chỉ là tín hiệu mị dân, chứ hoàn toàn không phải là biểu hiện của tầm nhìn cải cách thật sự. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Chỉ khi nào ông Tô Lâm hóa giải được mâu thuẫn ngày càng gây gắt giữa dân chủ hóa và chế độ toàn trị thì mới có hy vọng cải cách thể chế. Sự thay đổi thể chế chỉ có thể thực hiện nếu hệ thống chính trị cho phép sự tham gia thật sự của dân chúng với những tiếng nói phản biện lành mạnh. Tuy nhiên, tác giả nhận định, Nghị định lập hội 126 vừa được ban hành lại tăng cường hạn chế các tổ chức xã hội dân sự, tạo thêm những rào cản cho các tiếng nói độc lập. Ngoài ra, hội chứng kẻ thù vẫn ám ảnh ông Tô Lâm khi ông cho rằng các thế lực thù địch, phản động, luôn triệt để lợi dụng quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tác động, hướng lái, thậm chí chống phá, xác định đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để chuyển hóa chính trị của Việt Nam. Tác giả kết luận lựa chọn cải cách hay tiếp tục theo con đường độc tài tương lai phụ thuộc vào việc Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tiến hành đổi mới toàn diện để con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại như phát biểu của chính ông Tô Lâm. Một chính thể bị vũ trang hóa cao độ, thiếu hẳn các khuôn mặt kỹ trị sẽ thật khó hứa hẹn cải cách và đổi mới. Khi đảng không thể chứng minh được khả năng thay đổi, nguy cơ về sự mất niềm tin sẽ ngày càng tăng cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự tồn tại của đảng, mà còn tạo ra những bất ổn trong xã hội. Và đến lúc ấy, quyền lực của đảng chỉ còn dựa trên sức mạnh và sự kiểm soát của những thanh kiếm và lá chắn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Có thể hy vọng đảng sẽ cải cách thể chế hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hành vi phản cảm của người trẻ trước cờ vàng ở Bảo tàng quân sự Ngày 6 tháng 11, AFA Tiếng Việt cho hay, người trẻ giơ ngón tay giữa vào cờ Việt Nam Cộng Hòa trưng bày ở Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Theo đó, một số bạn trẻ bày tỏ niềm vui và tự hào khi chụp ảnh với lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trong Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam với các cử chỉ phản cảm. AFA cho biết, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư vào năm 2019 ở Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và mới khai trương ngày 2 tháng 11 vừa qua, trưng bày khoảng 150.000 hiện vật trải dài qua các thời đại lịch sử. Việc mở cửa miễn phí và tăng cường quảng cáo trên các truyền thông mạng xã hội như TikTok, Facebook đã giúp kéo thêm nhiều khách tham quan đến đây. Theo AFA, trang Facebook Bồ Bồ Hiêu có khẩu hiệu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội với 30.000 người theo dõi đang hình ảnh kèm dòng trạng thái 500 sắc thái của các bạn trẻ khi đến một góc nhỏ của bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên AFA. Trong các tấm ảnh này vẫn theo AFA, các bạn trẻ, người thì giơ ngón tay giữa hướng vào lá cờ vàng, người đang chéo tay vào nhau thành chữ X, người thì giơ một ngón tay lên miệng với dòng chữ thua thì nín Các trang mạng xã hội thân chính phủ khác cũng hào hứng đăng tải các hình ảnh tương tự về những thanh thiếu niên này. AFA dẫn lời một luật sư ở Hà Nội không nêu danh tính vì lý do an toàn cho rằng những hình ảnh này không lạ do chính quyền lâu nay vẫn thi hành chính sách tuyên truyền và giáo dục một chiều nên các bạn trẻ khi gặp lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ có phản ứng. Ông nhận định hình ảnh này vô cùng xấu xí, thể hiện ở Việt Nam không có hòa giải hòa hợp. Chính phủ Việt Nam không quan tâm, xoa dịu nỗi đau chiến tranh thực chất. AFA cũng dẫn lời ông Nguyễn Viết Dũng, người thường mặc quân phục của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và có các tấm ảnh chụp với cờ vàng cho rằng đây là hành vi không tôn trọng lịch sử, tuy nhiên vẫn nằm trong quyền biểu đạt một cách ôn hòa dù không đáp ứng các yêu cầu chính đáng về đạo đức. Theo ông Dũng, người phải lãnh nạn trước sự suy luận của an ninh Việt Nam, các hiện tượng như trên là khó tránh do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiến truyền về Mỹ ngụy tai sai. Trong thời gian dài, nên giới trẻ đang làm tưởng những hành động của họ là yêu nước. Và đây là hình nhiều bạn trẻ làm dấu X trước cờ vàng ở bảo tàng. Ông Dũng tỏ ra thông cảm với những thanh thiếu niên có hành động trên và cho rằng họ đang nghĩ rằng bản thân đang thể hiện hành động yêu nước nhưng chưa đúng cách. Ông nói vấn đề ở đây đang là nhận thức xã hội và tiếp cận tri thức đúng đắn. Đấy chính là phần việc mà các đảng phái và khối xã hội dân sự cần làm để giới trẻ thể hiện lòng yêu nước đúng cách. Lấy kinh nghiệm của bản thân, ông Nguyễn Viết Dũng cho rằng nếu ông cũng bị vùi dập bởi truyền thông đề trái khi thể hiện lòng yêu nước sai cách trong quá khứ thì ông khó có điều kiện thay đổi nhận thức của mình. Nhận xét về trò phản cảm này của giới trẻ ngày 4 tháng 11, Facebook Dương Quốc Chính viết trên trang cá nhân của mình rằng Đừng tưởng dùng chiêu trò này là vô hại sẽ có ngày đám hồng vệ binh này quay lại cắn ngược lại phe cải cách trong đảng như từng cắn đặng tiểu bình. Nếu tân tổng bí thư mà xác định cải cách thì phải liệu mà xử lý đám này đi, không nó hút luôn cả tổng bí thư đó. Cứ xem hồng vệ binh Trung Quốc đã làm những gì thì sẽ suy ra đám bò đỏ này dám làm gì thôi. Đám trẻ con lẻ tẻ nó làm vậy thì cũng khó tránh, nhưng bọn đáng chửi nhất là bọn cố tình viral cái trò ngu dốt này. Ngu là quyền, nhưng phát tán cái ngu là tội ác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hành vi phản cảm của người trẻ trước cờ bàn ở bảo tàng quân sự. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.